Hello, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay. Cách lột nước lột NN cao cấp như thế nào? Hôm nay giới thiệu cũng như là sẽ giúp cho mọi người giải quyết cái vấn đề bong da, chốc da. Một cái vấn đề mà làm đẹp hiện nay đang rất là ưa chuộng, đó là lột NN. Tức nghĩa là mình sẽ là thay cái lớp da này của mình thành một cái lớp da hoàn toàn mới. Và cách sử dụng như thế nào, hôm nay cùng mỹ phẩm các bạn tìm hiểu nhé. Đây là một cái chai nước lột NN cao cấp. Mọi người nhìn này, đây NN cao cấp này, chính hãng 100g nha. Rồi trắng nè, rồi nước trong nè. Cái mùi nó cũng hơi có mùi nhẹ một tí thôi nên cũng rất là dễ chịu. Và cách sử dụng của em nước lột như thế nào và đối tượng sử dụng là những ai? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng sử dụng. Đối tượng sử dụng của dòng sản phẩm nước lột NN cao cấp này là dành cho những chị em từ ở lứa tuổi từ 25-27 tuổi trở lên mới được lột nha. Mọi người cứ nghĩ là em ơi, nước lột ai lột cũng được, đúng không em? Không có đâu nha. Mọi người cứ nghĩ đi, cái da của mình á, cái da của mình đối với những cái da mà quá non quá mỏng ấy thì lột nó rất là dễ bị là kiểu như là bị gọi là thẳng hay là bị đỏ da nha mọi người, bị đỏ, bị ngứa, bị rát, rất là nguy hiểm. Và đối tượng sử dụng ở đây là từ tuổi là 25-27 tuổi trở lên, tại vì cái lớp da của chúng ta lúc đó đủ dày và da của chúng ta đủ khỏe rồi thì chúng ta mới được sử dụng nha. Còn nếu mà mấy chị mà sử dụng mà kiểu như dưới 15 tuổi hoặc là kiểu như dưới 20 tuổi thì da lúc đó đang gọi là phát triển, nó rất là mỏng manh, rất là nhạy cảm, không nên sử dụng nước lột nha. Và dành cho những chị em mà không có bầu, tức có nghĩa là ở trạng thái bình thường đó, không được là đang bầu mà đi lột nước lột này cũng không được, rất là ảnh hưởng. Và dòng sản phẩm nước lột NN cao cấp này khi mình lột xong da trắng bóp luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ lấy đi những cái lớp da sần sùi, chai sần của mình. Đây là cái chai nước lột 50ml và cách sử dụng như sau là chúng ta sẽ là cách 3 tiếng chúng ta sẽ thoa một lần, tức có nghĩa là lớp đầu tiên, sau đó để 3 tiếng sau lột thêm, thoa thêm lớp thứ hai và 3 tiếng sau thoa lên lớp thứ 3, là đúng 3 lớp để trong vòng. Cái 3 lớp cuối cùng đó là cái lớp mà mình thoa cuối cùng đó mình để ít nhất là 5 tiếng thì cái lớp da của mình nó mới bong ra từ từ, mình mới kéo ra mới dễ nha, 5 đến 6 tiếng nha mọi người. Mọi người thoa cái em này lên á, mọi người lột xong da mình trắng mỡn ra rất là xinh. Cũng như là nếu chúng ta lột xong ấy, mọi người nói lột xong tại sao có hiện tượng là nó đen sạm trở lại, tại vì sao? Tại vì chúng ta không biết cách bảo vệ da. Bởi vì mọi người cứ nghĩ đi, một cái làn da của chúng ta vừa mới lột xong nó rất là non, rất là mỏng, chúng ta cần phải bảo vệ như là bịt kín, tức có nghĩa là chúng ta sẽ là đi ra nắng, chúng ta sẽ mặc áo khoác đồ vào, hoặc là chúng ta sẽ thoa những cái kem dưỡng chống nắng dành cho da để khi chúng ta ra đường, để những tác hại của những tia UV, những tia cực tím và những tia làm hại da, những cái sắc tố nó sẽ không có bị là nó bị lan lên da đó, tức có nghĩa là nó không xảy ra những hiện tượng là xuất hiện những sắc tố sạm da nha mọi người. Thì đây là một cái dòng sản phẩm nước lột da NN cao cấp bên em đang phân phối. Mọi người muốn mua được hàng chính hãng mà giá tốt thì liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0356605677 hoặc là 0355838057 hoặc là 0773339279 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem video ngày hôm nay và kính chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc nha.